Em mổ dây chằng chéo được 3 tháng rồi mà đi lại khớp gối thấy kêu rất nhiều. Bác sĩ cho em lời khuyên, thực sự mà nói khớp gối kêu là chuyện bình thường. Khi mà khớp gối chúng ta hoàn toàn nó trơn tru, hoàn toàn bình thường, nó không làm sao hết, nó trơn tru. Nhưng mà khi có bất kỳ một cái gì đó nó ảnh hưởng đến khớp gối này, nó sẽ phát ra tiếng kêu. Hay gặp nhất các bạn hay gọi là khô khớp gối, tức là cái dịch khớp nó tiết ra ít hơn thì đương nhiên nó lạo xạo rồi. Hoặc là thậm chí nó tiết đủ nhưng mà cái chất lượng của cái dịch khớp đấy nó kém. Cũng giống như là cái dầu máy nhá, khi chúng ta đổ vào dầu máy mới nhá, vào cái xe chúng ta hay thay dầu ấy, thì cái dầu mới nó nhớt rất là nhiều, nhưng mà khi mà bạn thay rồi ra dầu máy thì nó không còn nhớt như cũ nữa. Cái chức năng bôi trơn của cái dầu máy đấy nó kém ấy. Cũng giống như là cái hoạt dịch khớp của chúng ta, khi mà bạn đã phẫu thuật rồi ấy, có phẫu thuật siêu bằng trời đi nữa thì cũng không bao giờ được 100% như cái khớp gối ban đầu của bạn được. Thì cho nên là cái cấu trúc giải phẫu của cái khớp gối đấy nó hơi bị ảnh hưởng một chút xíu. Bất kỳ một cái gì nó lệch lệch lạc hay là một thiếu sót thì nó đều phát ra tiếng kêu hết. Vật lý trị liệu rồi tập phục hồi rồi là tiêm cái tường dầu tiểu cầu cho nó để nó tốt nhất có thể nhé. Như của bạn sau mổ ấy thì nó thoái hóa thứ phát sau phẫu thuật.